Chào, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại và chia sẻ với cùng các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Với đề tài chia sẻ hôm nay là ngày thất lịch, tức là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. Và các bạn trẻ thường gọi là ngày hôm nay là ngày cầu duyên. Thì nhân tiện ngày mùng 7 tháng 7, mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn nguồn gốc về ngày Ngưu Lang Chức Nữ. Thưa quý vị và các bạn, lễ thất tịch gắn với câu chuyện ngày gặp nhau duy nhất trong năm của Ngưu Lang Chức Nữ. Nước mắt hội ngộ làm trời đổ mưa ngâu. Vậy nguồn gốc ngày này là gì? Vì sao nhiều người truyền tai là ngày ăn chè đậu đỏ để cầu duyên? Từ vài hôm trước, mạng xã hội đã râm ran chia sẻ chuyện về lễ thất tịch, đặc biệt là câu chuyện sáng ăn cháo đỏ đậu đỏ, trưa ăn cơm đậu đỏ, tối thì ăn chè đậu đỏ để thoát ế, khiến cư dân mạng thích thú. Hôm nay lấy ý kiến của tiến sĩ Trần Long, giảng viên khoa học văn hóa, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, để tìm hiểu nguồn gốc lễ thất tịch ngày mùng 7 tháng 7, câu chuyện Ngưu Lang và Chức Nữ. Theo tiến sĩ Trần Long Mẫn cho biết thì các tài liệu về phong tục dân gian, văn hóa Việt Nam không nhắc đến lễ thất tịch. Đây là ngày lễ có nguồn gốc từ Trung Quốc, gắn liền với câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ nổi tiếng. Theo đó kể chuyện rằng có một anh chàng chăn trâu, mồ côi cha mẹ, hoàn cảnh nghèo khó khăn, tên là Ngưu Lang. Một ngày nọ chăn trâu trên đồi, anh phát hiện ở hồ nước gần đó có bảy nàng tiên đang nô đùa. Anh chàng đã phải lòng cô tiên nữ trẻ nhất, tên là Chức Nữ, cũng chính là con gái út của Ngọc Hoàng. Chú trâu của anh biết được, đã bày kế cho anh lấy sim y của tiên nữ đó để giữ cô mãi ở trần gian. Tới giờ phải bay về trời, những người chị của Chức Nữ đành bay về hết, để lại nàng để tìm sim y. Thấy vậy, Ngưu Lang mũi lòng bèn đem bộ sim y trả lại cho nàng và thú nhận tất cả. Chàng cũng thổ lộ tấm chân tình của mình và mong muốn lấy nàng làm vợ. Thấy chàng là một người thật thà, chân thành, nàng Chức Nữ đồng ý. Từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau dưới trần gian. Khi phát hiện con gái út mất tích, Ngọc Hoàng đã sai lính xuống trần bắt con trở về. Ngưu Lang vì nhớ thương vợ nên đã mang theo hai con đuổi theo nàng. Vương Mẫu biết được nên vạch ra ranh giới giữa hai cõi trần và cõi tiên, đó là dải ngân hà. Vì là người trần gian nên Ngưu Lang và hai con chỉ có thể đứng được ở bên này để chờ Chức Nữ quay về. Cảm động trước tấm lòng chân tình của hai người, Vương Mẫu đã cho phép Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau mỗi năm một lần vào ngày mùng 7 tháng 7 trên chiếc cầu Ô Thước do đàn quạ trời tạo nên. Vào ngày này trời thường mưa, người ta gọi là mưa ngâu. Nhiều người cũng xem mưa ngâu này như là nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. Người ta tin rằng hai người yêu nhau, nếu cùng ngắm sao Ngưu Lang Chức Nữ đêm mùng 7 tháng 7 sẽ mãi mãi bên nhau.
Và câu chuyện tiếp theo là vì sao ngài thất tịch lại ăn đậu đỏ? Theo tiến sĩ Trần Long Ẩn, ở Việt Nam người ta còn gọi là thất tịch là ngài ông Ngâu bà Ngâu. Người Hoa tính toán chuyển tiết theo lịch âm thường xê dịch vài ngày so với cách tính chuyển tiết theo dương lịch ở Việt Nam. Sở dĩ vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch hàng năm, Việt Nam thường có mưa ngâu do gần với ngày chuyển tiết Sử Thử, tức như là chấm dứt những ngày nóng bức nhất trong năm, nên trời thường xuất hiện mưa dầm. Vài năm trở lại đây, mạng xã hội Việt Nam có những bài viết chia sẻ rằng ăn chè đậu đỏ vào ngày thất tịch sẽ giúp cầu duyên, những cặp đôi yêu nhau sẽ càng thêm bền lâu, còn người đang ở một mình sẽ sớm thoát ế. Kèm theo đó là những câu chuyện vui về ăn chè đậu đỏ, cơm hoặc cháo đậu đỏ trong ngày này. Người trẻ ở Hà Nội cũng thường đến chùa Hà để cầu duyên dịp này. Tiến sĩ Trần Lân Ẩn giải thích việc rủ nhau ăn đậu đỏ vào ngày thất tịch có thể giải thích ở hai góc cạnh. Thứ nhất, đó là màu sắc màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, những điều tốt đẹp. Thứ hai là chọn đậu đỏ vì đây là loại đậu có tính âm, có tính ấm, phù hợp với tiết trời mưa ngâu giá lạnh. Có thể vì hai lý do trên nên mọi người truyền tay nhau nên ăn đậu đỏ vào ngày này. Hiện nay mạng xã hội phát triển phong tục cầu duyên trong ngày lễ thất tịch, vì thế được lưu giữ và ngày càng lan truyền trong giới trẻ. Và tiếp theo đây là câu chuyện ngày thất tịch năm nào cũng ăn chè đậu đỏ nhưng vẫn chưa có người yêu. Đó là câu chuyện dở khóc dở cười của nhiều người trẻ khi chọn cách ăn chè đậu đỏ trong ngày thất tịch để được có người yêu. Mặc dù biết ăn chè đậu đỏ trong ngày thất tịch sẽ tìm ngay được người yêu là chuyện đâu dễ xảy ra, nhưng nhiều người trẻ vẫn cứ làm. Có công ngày mài sắt, có ngày nên kim. Từ tối qua, các bạn trẻ đã cùng nhau chia sẻ nhiều hình ảnh về chè đậu đỏ kèm theo lời kêu gọi ăn chè đậu đỏ để thoát ế trong ngày thất tịch. Ngày thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch được xem là lễ tình nhân của châu Á, gắn liền với câu chuyện về Ngưu Lang chức nữ. Trong ngày này, nhiều bạn trẻ tin vào những điều được tương truyền nên các đôi yêu nhau thường đến chùa làm lễ và cầu mong cho tình duyên ngày càng bền chặt, mãi mãi bên nhau. Ăn đậu đỏ vào ngày này đồng nghĩa với việc cầu nhân duyên. Theo quan niệm dân gian, nếu là người độc thân thì sẽ tìm được ý trung nhân, còn đã có đôi có cặp thì sẽ hạnh phúc bên nhau lâu dài. Là người đã chia sẻ những chén chè đậu đỏ lên Facebook cá nhân kèm theo dòng trạng thái mai ai ăn chung không ạ? À? Đó là Nguyễn Quốc Khắc Quy, 24 tuổi, đang làm công tác đoàn tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, phường 8 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, hài hước nói: ngày này năm ngoái cũng ăn chè đậu đỏ nhưng chẳng thấy bồ đâu cả, năm nay phải kiên trì thôi, không được thì năm kế tiếp. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Thưa các bạn, đó là những câu chuyện vui của các bạn trẻ xem ngày thất tịch mùng 7 tháng 7 này là ngày tình duyên. Do đó tối hôm nay cũng như tối ngày hôm qua thì rất đông bạn trẻ đến chùa để cầu duyên. Thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện vui và những tích câu chuyện Ngưu Lang chức nữ càng ngày càng thấm sâu vào văn hóa của người Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là câu chuyện nói về nguồn gốc ngày Ngưu Lang chức nữ. Nội dung chia sẻ đến đây kết thúc.
Cảm ơn các bạn luôn đồng hành và quan tâm theo dõi thường xuyên. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn lại các bạn video sau nhé. Xin chào.